chào tất cả các bạn thân yêu của tôi. Các bạn ơi, đã lâu lắm rồi xin chưa có thực hiện một cái clip nào hết. Bây giờ là xin sẽ bắt đầu gửi tặng cho các bạn một cái băng mới ra. Bây giờ chúng ta sẽ đi làm băng mới các bạn. Đi nè các bạn ơi, đi nè. Oh, 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 oh
À các bạn ơi, tôi đã thực hiện xong một cái món ăn mới của mình rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ăn cái món ăn này nha. Này các bạn thấy không? À đó. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thưởng thức cái món cá chìm xào nha. Đó. Nói chung là nó ngon các bạn ơi. Nói chung là cái thịt của nó ăn vô mình thấy nó cảm giác như là giống như mình ăn cái miếng cá nóc vậy đó. Nói chung là nó mềm lại nó ngon lắm. À. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu ăn được cái món này nha. Cái xương của nó mình ăn được, cái xương của nó nói chung là bỏ đi đó. Đây là cái gan của con cá trình các bạn đó. Cá trình gọi là cái cá trình biển. Ngon quá, nói chung là loại cá này rất là ngon. Cái mùi xả lại giống như chuẩn bị đang ăn món thịt gà vậy. Ngon lắm. Đó, bây giờ chúng ta bắt đầu ăn các bạn. Nói chung cái mùi vị của nó rất là, nói chung là thấm từng miếng với lại nó ngon. Đó. Cái mùi cá nó ngon các bạn. Nè. Cá này là cá tươi đàng hoàng nha, chứ không phải là cá ngâm với lại hay là cá bỏ thuốc gì ở trên Sài Thành hay là ở những đô thị đâu nha. Đây là cá rất là tự nhiên ở ngay chỗ quê hương tôi luôn. Đó. Thì bây giờ là mời các bạn hãy thưởng thức món cá này của tôi nha. Đó, đây là cái đầu đó. Nó ra đâu. Đây là cái đầu đó. Đó. Ngon lắm các bạn ơi, các bạn hãy làm thử cái món này của Sinh đi. Đó, nói chung là đã lâu lắm rồi thì Sinh mới thực hiện lại một cái món ăn như thế này. Đó, thực sự ra thì ở quê hương Sinh nói chung là rất có nhiều hải sản và có nhiều món hấp dẫn. Sắp tới đây Sinh sẽ giới thiệu cho các bạn xem và các bạn hãy chuẩn bị đón xem món ăn mới của mình nha. Ngon quá. Nói chung là tuyệt vời các bạn ơi, nè các bạn thấy không? Đó, ngon quá, nhức nách luôn. Nó ngon lắm các bạn ơi. Bây giờ mình có thêm một chén cơm, nó rất là ngon. Chứ ăn với cơm nha, đó hết sảy luôn. Rồi, cay quá với lại nóng quá, chảy mồ hôi hết. Đó, đây là cơm của mình nè, đây là cơm của Sinh nữa không? Bây giờ cái cơm này chúng ta sẽ ăn chung với cái nước này nha. Tuyệt vời. Ăn cơm với cá nè. Đó. Rất là ngon và tuyệt vời đúng không ạ? Cơm trắng. Các bạn nhớ đều là khi mình mua về mình hãy dùng chanh á, các bạn dùng chanh các bạn đổ vô, mình bóp vô rồi sau đó các bạn biết không, mình sẽ đổ bóp bỏ vô trong nước đó. Cái đầu cái mình chà ra, chà cái chanh, chà dinh da của nó ra đó. Mình ăn chanh bỏ vô nước rồi sau đó cái mình bỏ cá vô, sau đó cái mình ngâm rồi sau đó cái đầu cái một chút nữa là nó sẽ ra cái vảy này nè các bạn đó, trong chanh nó có axit đó. Ngon quá. Trời ơi, món cá này ngon các bạn. Trời ơi.
là cái đầu đó, đây là cái đầu của con cá trình. Các bạn ơi, ngon các bạn ơi. Ôi, con này ăn vô quá trời ngon luôn. Nói chung là thịt nó rất là béo, chung là ăn không có xương nhiều. Nói chung là đã lâu lắm rồi tôi chưa có làm một cái clip nào hết. Ngày hôm nay thì xin rảnh nên mới làm một cái clip để dành tặng đến các bạn. Các bạn thấy không? Ngày hôm nay thì tôi xin mời các bạn ăn cái món cá trình biển ở quê Hương Sinh nha. Ngon các bạn ơi. Nếu các bạn thấy món này ngon, hãy nhấn đăng ký subscribe và chia sẻ cho kênh của Sinh nha. Và bây giờ mình xin kết thúc cái video ngay tại đây. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên nhấn nút đăng ký subscribe và chia sẻ cho kênh của Sinh. Bye bye và xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào những cái video kết thúc lần sau nha. Bye bye nha các bạn.